Nhớ lại những ngày đầu khi mới phát hiện bị tiểu đường tiếp 2, ông Nhan Thiên Trang ở thành phố Pleiku, Gia Lai vẫn mơ hồ không biết tiểu đường là bệnh gì. Vì thế, cùng lúc ông bị nhiều biến chứng phối hợp mà không hề hay biết. Tôi bị tiểu đường từ năm 2003, nhưng mà không biết. Tôi thấy mình như là khô cổ, khát nước, đi tiểu nhiều, uống nhiều. Tôi nghi ngờ là mình bị viêm họng cho nên mới đi bác sĩ Tây Y để khám. Thì lúc đó thử máu nó lên tới 19 chấm. Cái nhân viên thử máu họ cho rằng rất là nặng rồi. Thì bác sĩ tìm ra tới 4-5 loại bệnh trong cơ thể. Tức là cả gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, gút, sạn thận và tiểu đường. Qua thời gian mà tôi bị thấy rằng cơ thể mình mắt mờ đi, tay chân rồi lột da ra, móng tay dày lên. Tôi không biết đó là biến chứng của bệnh tiểu đường. Khởi điểm với chuyến qua da là lột da, móng tay dày lên, da khô mà lột như da rắn. Thì tôi làm nghề gỗ và thú nhồi bông, cho nên tôi cứ nghĩ rằng đó là do hóa chất mà bị lột da, chứ không nghĩ là hóa chất thì mình làm bằng tay, chứ không lẽ cái chân cũng bị lột. Hết sức lo lắng, ông tìm kiếm nhiều phương pháp chữa bệnh từ Đông đến Tây Y, nhưng đều bị chẩn đoán nhầm là bệnh ngoài da, chữa mãi không lành. Cho đến khi ông biết đến thực phẩm chức năng Hộ Tạng Đường thì sự cải thiện dần lan tỏa. Tình cờ mới xem được trên báo chí và TV, thấy được cái thực phẩm chức năng Hộ Tạng Đường. Trong vòng 4 hộp đầu thì không thấy tiến triển gì cả. Đang nản chí, không muốn dùng nữa, thì uống ráng thêm 1-2 hộp. Thì bắt đầu thấy hiệu nghiệm, cứ theo luôn thì đến hộp thứ 5 thì bắt đầu thấy là da mình không có bị lột da nữa. Cái phần móng tay nó dày mức độ mà bỏ cái kìm bấm, móng tay bấm cũng không được, không đưa vào được vì nó dày quá. Nhưng uống đến hộp thứ 6 rồi thì số móng tay mà cắt đi rồi hết. Trở ra thì da tay và móng tay nó trở lại bình thường, như người bình thường trở lại. Thì kéo dài 1 năm sau thì coi như bệnh được ổn định, không còn biến chứng nữa. Mắt sáng, nhất là cái khoảng mà của đàn ông thì trở lại bình thường, thì vợ cũng vui vẻ trở lại. Chứ trước kia thì bà còn nói là giống như kiểu treo gan cho vui thôi, chẳng làm gì được. Rồi đàn ông như mình cũng thấy nản chí. Nhưng uống Hộ Tạng Đường, thực phẩm Hộ Tạng Đường, qua một thời gian thì tôi thấy rằng là thử máu định kỳ hàng tháng thì còn xuống được 7 chấm hoặc 7.5. Tôi về muốn xuống trở lại bình thường 6.9 hoặc 6 chấm chẳng hạn, thì tôi mới đổi thực phẩm chức năng khác và uống các loại khác. Tôi đã uống rất nhiều loại rồi, từ đắt tiền có đến rẻ tiền có, thuốc đóng gói thay cho trà cũng có, thuốc viên cũng có. Nhưng qua thời gian đổi thứ này qua thứ khác, mỗi loại dùng thử 3-4 tháng thì mức đường lại lên trở lại 12 chấm, 13 chấm. Không xong tôi lại quay lại dùng thực phẩm Hộ Tạng Đường được vài tháng nay và cơ thể lại trở lại bình thường trở lại. Qua kinh nghiệm của tôi là dùng bây giờ đã đi qua đủ loại thuốc hết rồi. Thấy rằng dùng thực phẩm chức năng này rất tốt, thì tôi khuyên các bạn nên như vậy. Giờ đây, ông rất mong muốn chia sẻ niềm hạnh phúc viên mãn của mình, không chỉ với tất cả những người đàn ông bị bệnh tiểu đường, mà còn với những người phụ nữ của họ, về giải pháp hỗ trợ, điều trị, giúp phòng ngừa, cải thiện biến chứng tiểu đường, đơn giản, an toàn và hiệu quả.